Ok, xin chào tất cả em đã trở lại với kênh Nhật Khánh em ơi. Và sau khi ạc chính đội Thiên Bắc Thành em ơi, thực sự là một cái pha khá là tào lao video. Thì nói chung là Khải đã chuyển từ Thiên Nhẫn về Thiên Bang, thì đâm ra ạc này coi như là đứng hình em ơi. Chắc là Khải sẽ chuyển lại một phái khác để Khải hoạt động thôi. Coi như là mình bị sai em ơi, sai sách em ơi. Bây giờ thì Khải sẽ chuyển qua con Lôn đang nhân vật nữ nè. Khải chuyển về Thiên Yên nữ rồi tối đánh tống kim anh em xem nha. Rồi. Rồi Khải đã mua tiếng vọng một phái 2 cái năm xu rồi mà. Bây giờ Khải sẽ đi lấy đồ cho nó. Đồ thì Khải đã chuẩn bị một set đồ khá tương đối trung bình. 40 chón, 40 chậm và thời gian hồi 40. Thì 40 chón, 40 chậm với thời gian hồi 40 thì nó vẫn tương đối đẹp hơn set kim phong này. Set kim phong này thì chỉ có 20 chậm thôi và thời gian hồi thì khoảng tầm 20 thôi. Thì bây giờ Khải sẽ lên một set đồ xanh cho ạc này. Với tương đối đó là 40 chón, 40 chậm và thời gian phục hồi 40 anh ơi. Và hiện tại Khải sẽ bận cho nó set đồ xanh nha. Kim phong này chắc Khải sẽ hủy, sẽ bỏ nè. Khải sẽ đưa qua set đồ cho anh em xem. Ở kia chuyển luôn về con Long Đao hả? À, cũng hợp lý nha. Hợp lý à. Hợp lý nha. Ở kia chuyển luôn về con Long Đao đúng không? Tại vì sau này khỏi mất công chuyển. Đúng không anh? À, ok, bây giờ Khải chuyển set đồ cho anh em xem. Set đồ cũng khá là ok nha. Nói chung là so với phiên bản đang đồ kim phong như thế này thì Khải cũng đã chuẩn bị set đồ này thì cũng hơn Khải mua cũng gần khoảng vài trăm nghìn em ơi. Set đồ này Khải mua là 40 chậm từ bao tây. Ấy từ từ thiếu nhẫn rồi. 40 chậm từ bao tây và hiệu ứng chón thì từ đai lưng và nhẫn thì Khải đang có là 50 chón, 40 chậm anh em ơi. 40 chậm từ bao tây này. Đó. Hiệu ứng chón thì từ đai lưng này và nhẫn này. Đó thì Khải thì sẽ có 50 chón. Và thời gian hồi 40 từ áo nè. Rồi đoàn, toàn bộ những món còn lại là khăn lôi nè. Vũ khí khăn lôi nè. Đó. Ừ, mắc đầu tóc 20 rồi nè. Em buồn cơ quá. Khăn lôi 30 nữa nè. Anh Long ảnh là mắc cái đầu tóc 20 rồi. Rồi một đôi giày khăn lôi nè. Đó. Hiện tại set đồ Khả sẽ mang như thế này nè. Và ngày hôm nay thì server chỉ mới chính thức mở được từ ngày 27 27, 28, 29 đúng rồi. Thì tính ra thì server chỉ mới có vài hôm thôi nè. Ngày hôm nay thì Khả chuyển về cho anh em xem nha. Anh em đang xem live đừng quên để lại một like chia sẻ ủng hộ cho mọi người. Và không gì hơn thì kính chúc anh em một buổi xem live vui vẻ nha. Hôm nay là hai lâu server ở bình từ ngày 23. Anh em xem thì ngày 23 thì nay là tương đối gần hơn 5 ngày rồi. Đó anh em, hơn 5 ngày rồi. Hơn 5 ngày rồi. Thì ngày hôm nay thì Khải sẽ lên một set đồ xanh cho anh em xem. Và như thế nào anh em cùng chờ đợi video này nha. Đây. Hôm nay là ngày 29 thì khoảng tầm 6 ngày rồi anh em ơi. Và đỡ bắt đầu chuyển phái thì Khải sẽ về Ba Lanh. Thông Giang Ba Lanh. Khải chuyển về con này về Thí Yên. Và tối Khải sẽ đánh tống kia nè em ơi. Và đến level cấp 86 á. Lên 86 thì Khải mới tải tỷ được nha em. Hôm nay chưa tải tỷ được nè em ơi. Hôm nay chưa thể nào tải tỷ được. Ồ, mới tải tỷ được không ta? Canh à. Không có thật, 500 xu một cục. Vãi lên không được rồi. Anh này như là Khải đã tải tỷ rồi nè em ơi. Rồi, nó được một lần tải tỷ free không? Tại vì hôm trước là Khải đã lên đảo rồi. À để từ Khải test cái con thiên vương thử. Tại vì cái test thiên vương đó coi. Mình đổi phái nó có cho tự tỷ free không? Chứ chưa ra tự tỷ free thì tốn tinh hồng nữa. Rồi xong tốn tinh hồng nữa tiền nào mà chịu nổi. Cái này không được anh em ơi, cái này không được anh em ơi. Phí này mày không được rồi. Thằng này chưa tẩy này. Này có thể tẩy được này. Tầm này chưa tải mà tầm này tốn một tinh hồng em ơi. Tầm này nếu mà giải được thì tốn thêm 2 kim tinh hồng nó vãi rồi. Chuyển về Thiên là mất 2 kim tinh hồng nữa em ơi. Vãi trứng. Căng như gia đàn luôn em ơi. Và sau khi chuyển phái xong thì nó sẽ được hỗ trợ điểm tiềm năng và kỹ năng lại từ đầu. Đó. Nhưng mà trong người thì chưa có đồ. Muốn mặc đồ vào thì phải tăng điểm sức mạnh thân pháp này nọ mới mặc được mấy cái đồ này vào. Thì sau khi mặc vào thì Khải cũng phải tăng lại sinh khí nữa. Thì phải lên đảo một lần 6 viên tinh hồng nữa. Ôi xời ơi sao mình tốn kém như ta. Chết tôi rồi. Nói chung là sai sách em ơi. Tại vì nói mà đổi về thì sự là nó mất thêm một lần tỷ tỷ nữa. Nếu mà có tỷ tỷ miễn phí thì được nè. Chứ giờ tốn 4 viên tinh hồng nữa. Sao ta, cây dữ ta. Quyết định dữ ta. Giờ đổi về cũng Thí Yên á. Nói chung là hôm nay là Khải đã chuẩn bị tất cả mọi thứ thôi. Nhưng mà vấn đề đổi Thiên Bang từ Việt Nam á về Thiên Bang rồi đã tốn kém rồi không được gì rồi. Không đổi được nữ rồi. Thì bây giờ chỉ chờ vào hướng đó là chờ cái lệnh bài
đổi giới tính ra thì mình mới đổi được về Thúy Yên thôi. Từ ạc chính của mình mới đổi được về Thúy Yên thôi. Tại vì chính mình hiện tại giờ thực sự đang trúng cái con thiên bang này mà. Hỏi ở đâu đó rồi giờ chính vấn đề này thì nhân giờ thành ạc mình thành thiên bang luôn. Mình thực sự là giờ chỉ giữ nước là đổi lại môn phái thôi này mà, chứ không làm được gì luôn. Vì chỉ đổi phái khác thôi. Rồi, còn hướng bên này thì ạc Cờ Long mà bây giờ thực sự ạc Cờ Long với ạc Cờ Long nó nói Cờ Long thôi, nhưng mà ạc này là với cấp 83 thì nó vẫn gọi là tương đối đánh tấm kim vẫn ok. Đồ đạc thì cũng đã sắm gần 10 kim rồi em ơi. 10 kim thì tương đương khoảng 700.000. Đó. Thì bao tay này phải mua 2 kim rưỡi nè. Đó, áo này phải mua 1 kim rưỡi nè. Rồi nón này phải mua 2 kim nè. Rồi đai lưng này phải mua 500 xu. Vũ khí này quanh nhẫn này phải mua 500 xu. Giày này phải mua 1 kim. Thì nói chung là tương đối là vũ khí này thì được anh em cho. Nói chung là đỡ mà nói thì sẽ đồ này khoảng tầm 700.000. Đó, sẽ đồ này 700.000 nha anh em. Đó, nếu mặc vào thì nó sẽ như thế này. Đó, sẽ đồ khả như thế này là kích là được 40 làm chậm và 50 chón. Thì sự với hiện tại bây giờ anh em theo dõi gần 5 ngày nay đang đã biết rồi, server thì đa số đồ kim phong thôi, thì đã khả đã và đang đã chuẩn bị được một set đồ rất là đẹp rồi. Nó hiệu ứng 40 chậm, 50 chón, quá đẹp. Chỉ biết vào tấm kim quýnh lắc là auto tốt thôi, cũng đừng nào chặt được. Mà vấn đề hôm nay đâu không đổi được thiên ạc chính. Bây giờ mà thiệt sự quá cay nè. Ừ. Đó. Thực sự luôn á nè. Muốn cho anh em theo dõi trải nghiệm trận tống kim 21 giờ. Một trong những trận tống kim khá hot của server là tương đối là mỗi bên lên đến 300 account mỗi bên. Thì Khải muốn trải nghiệm cho anh em và muốn là con gì Khải chỉ cho thấy cho anh em xem. Nhưng mà được coi anh em yêu cầu như thế nào. Nói chung là sức đồ này quá đẹp rồi anh em ơi. Chắc chắn là thí dân 99% rồi. Hiện tại thí dân đang được 73%. Khỏi chọn toàn một thôi ạ. Ok này anh em chọn một Huy Phạm Hải Lơ một này, một này, Tony Khương một này, Lê Cúng Con 1 nè, Vũ Hào Nguyễn 1 nè, Lực Hòn 1 nè, Clement 1 nè, Tiền Nguyễn 1 nè. Rồi set thứ hiện nay top 1 chắc luôn. Đúng rồi Heo Lê, set này thật sự là easy game luôn nè. Tại vì Khải đã chuẩn bị mấy ngày nay rồi, Khải mua mấy ngày nay. Ok, quyết định theo số đông anh em ơi. Rồi Khải sẽ theo fan nha anh em ơi. Khải sẽ theo tất cả mọi người nha. Không ai chọn Giáo Đan luôn. Tầm này không ai chọn Giáo Đan luôn. Tại vì nếu mà chơi Giáo Đan á, nếu mà Khải chuyển như Giáo Đan ạc chính thì với cấp 86 thì ok đấy, cấp thì cao đó, nhưng mà đồ thì không có đâu mà Giáo Đan Khải chưa chuẩn bị được một món đồ nào hết, thì chắc chắn Khải chỉ mang một set kim phong thôi. Để mà nói so set kim phong thì với set này thì set này chắc chắn sẽ đỉnh hơn rồi nè mà. Đó. Ok, Phong Lê cũng chọn là chơi Thí Yên đi. Ok nè mày. Rồi, Khải theo yêu cầu nè. Tất cả mọi thứ Khải sẽ bán set đồ không Khải không? Không, không bạn ơi. Đó, có rất là nhiều người mua luôn. Tại vì set đồ này thực sự anh em á, không còn gì để chơi nữa mà Khải, vì Khải đã tiễn mấy ngày nay rồi anh em à. Thực sự là một trong những cái tâm huyết của Khải, Khải đã tiễn mấy ngày nay rồi. Khải tìm lắm mới được một set đồ ưng ý lắm luôn nè. Có thể nói là set đồ này set đồ đầu tiên của ông Thí Yên khá đẹp. Không dám nói là normal, nhưng mà thực sự đây là set đồ đầu tiên của set đồ xanh. Đó, rồi ok. Trước mắt thì anh em cứ theo dõi Khải, Khải sẽ đổi Thí Yên và theo yêu cầu của anh em. Ok nha mọi người. Chơi là chơi chứ không sợ gã anh em ơi. Nếu anh em nào mà donate thì cảm ơn. Khải có thêm động lực để Khải tiếp tục làm những video tiếp theo cho anh em xem. Ok anh em ơi, lên cho anh em xem. Tối nay sẽ là một minh chứng cho anh em xem. Rồi Khải đổi về Thí Yên cho anh em xem nha. Rồi tham khảo gì anh, em đánh Thí Yên là anh hiểu rồi. Tham khảo gì anh Long, thấy em đánh Thí Yên anh Long hỏi hiểu rồi chứ cần phải tham khảo. Em mà chơi Thí Yên là khỏi phải chơi. Rồi chốt anh em ơi, không cần suy nghĩ nhiều anh em ơi. Nói chung là vấn đề hiện tại ạc này vẫn chưa đổi được tên nên Khải không thích lắm anh em. Chưa đổi được tên là Khải không thích anh em ơi. Nếu mà nó đổi được tên á thì thực sự không có chơi đâu. Nếu mà đổi được tên với Khải cái mini thì khẳng định là Khải đã chuyển rồi, nhưng mà không sao. Đợi khoảng cấp lên Khải sẽ up lên 86, Khải sẽ đổi tên sau. Rồi chúng mấy thì anh em sẽ tăng điểm vào anh em ơi. Đầu tiên chúng ta sẽ tăng tức ảnh. Nếu anh em nào mà có theo dõi video ở Thí Yên này á, anh em lưu ý anh em là chưa biết cách tăng điểm Thí Yên thì hãy theo dõi video này của Khải và anh em có thể tăng điểm Thí Yên theo Khải nha. Đã đánh tống kim tầm với hiện tại bây giờ là mới cấp 8x nha anh em ơi. Rồi. Đó, hiện tại bây giờ là ok không chưa? Rồi. Khải sẽ tăng lên cho anh em xem hiện tại. Chắc chắn anh em là hiện tại không còn tải điểm free nữa, không cho tải điểm free, Khải sẽ tiếp tục tốn 4 cục tinh hồng bảo thạch nữa, khoảng tầm 150k nữa để Khải mang đồ vào nha anh em. Hiện tại chưa có thể mang đồ nữa đâu. Ok này. Hiện tại Khải sẽ tăng mắt skin hỗ trợ Sewit. Đó là sông đao. Đầu tiên là mắt tiếp ảnh, đến tiếp theo đó là hỗ trợ bích hải trùng sinh, hỗ trợ sông đao. Sông đao nội công. Đó, set đồ thì chuẩn bị đâu đó rồi. Rồi ok sông đao nha.
Ôi, ngày mình kiếm sit-down lắm rồi, ngày mình kiếm tầm này sao đánh được. Server kéo xe mà tầm này mới tao biết thì ngày mình kiếm vứt này mày. Rồi sau khi mắc tầng 2 của service tầng 2 của skill này thì chúng ta sẽ tiếp tục đến là tầng 2 của 3X, là nó tên nó là phân tiết băng thiên và cả cái skill 1X. Thì nói chung là hai cái này đều hỗ trợ 8X hết này mày. Đó, cái tầng 2 của nó thì đó là phong tiết băng thiên. Đó, thì cái này cũng vậy, cũng có hỗ trợ phong tiết băng thiên này 200% này. Đó. Rồi cái này cũng là hỗ trợ tầng 2 luôn. Còn cái này là hỗ trợ tầng 2 cũng có luôn, nhưng mà tất cả đều phải tăng tự động của tiếp tục là smart 7X. Ừ. 8X, ok chưa? Tiếp tục chúng ta sẽ đến là smart 1X. Đó. Anh em nào mà có đam mê Thúy Yên, nếu có theo dõi video này cứ tăng theo Khả đi. Anh em đánh tống kim bao đẹp luôn. Rồi, còn 3 điểm. Chúng ta không có điểm, không điểm gì hết. Thì Khải sẽ cố gắng thực sự là sẽ tăng vào chống phái một cấp. Là hiện tại Khải đang có là âm 5 phục hồi đúng không? Khải sẽ tiếp tục là tăng thêm một cái nữa. Đó, ok chưa? Và tiếp tục, Khải vẫn tiếp tục tăng thêm một cái nữa. Khải sẽ tăng vào chống phái. Bây giờ Khải sẽ lên cấp tăng chống phái nữa mà. Cái này thêm băng sắc nội công 20 điểm cũng không quen thua đâu. Cái này Khải tăng vào thì nó vẫn thêm một xíu băng sắc nội nữa mà. Nó sẽ tăng khoảng tầm 5 điểm băng sắc nội, nhưng mà tăng thêm 9 mạng nữa. Ok. Rồi. Ok nha Nam. Rồi ok. Bây giờ Khải sẽ lên đảo cho anh em xem. Nói chung là chắc chắn sẽ tốn tiền lên đảo nè mày. Tại vì là cái nón này anh em không? Muốn tăng gì đó anh em phải tăng vào đó. Rồi. Xếp đồ này thật sự là khỏi phải chơi luôn nè mày. Cái dây chuyền quá, nó cho cái dây chuyền phèm quá kháng cả cả hai. Rồi. Sau khi mang vào thì xếp đồ Khải cũng khá là đẹp nè mày. Kháng lôi 75. Đẹp chưa? Khả đã tính toán rồi, sẽ đồ Khải thực sự là nếu mà lên thì quá đẹp lên mày. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đầu tư cho nó là thêm 2 kim nguyên bảo nữa nè mày. 2.000 xu nữa. 2.000 xu nữa nè mày. 2.000 xu nữa thì Khải sẽ về lấy con đem độc mua 4 cục tinh hồng nữa mà. Thực sự là đây là một lần đầu tư cũng tương đối là gần 5 kim. Hiện tại là với cái set đồ này thực sự là anh em nó quá là cùi bắp nè mày. Nó quá là xấu luôn nè mày. Nó quá là xấu luôn nè mày. À, nó quá là xấu luôn. Thì bây giờ thì Khải cũng đã đến chỗ kia rồi nè mày. Hôm trước con lồn đã tẩy rồi. Rồi, hiện tại Khải đã tìm đến anh đổi đồ nè mày. Khải sẽ bận một set đồ cực kỳ đẹp cho anh em xem nha anh em ơi. Ok, bấy bì luôn. Chúng ta sẽ thay đổi ngoại trang. Chúng ta sẽ đầu tiên Khải sẽ đổi cái áo giáp nè mày. Khải sẽ mang áo giáp đó là củ vĩ hồi trang cho đẹp nha Nam. Một trong những cái áo sexy. Chắc chắn nhiều anh em sẽ biết cái đơn áo này. Đó, hưởng ngực chưa? Rồi, chơi luôn cái nón, chơi luôn cái búi tóc giống này nha Nam. Búi tóc này là gì ta? Ủa, xấu vậy. Bùi trụ, xấu quá. Đầu chọc á? Xấu quá. Cái búi tóc lúc nãy đẹp á Nam. Xấu quá. Cái này là đổi anh em có thể đổi ngồi trang ở khu vực Tương Giang thành gần Tương Gia Tương Dương bắn ngựa nè. Gần thành Tương Dương bắn ngựa chỗ thành Phúc Duyên á thì anh em có thể lên đổi ngồi trang nha. Rồi nón. Ủa? Cái nón cái tóc của hai mái vừa rồi cái cột trên đầu sao mình không thấy ta? Hai cái cột trên đầu vừa đẹp đó nè. Mà cái đó là không mang nón nó mới có nè mày. Này mình tìm hết 10 cái. À có nè. Có chứ, mình nhớ là có mà. Rồi nón này bỏ đi. Mình sẽ lấy hai cái búi tóc này. Mà cái búi tóc lúc mà mình không mang nón á thì nó mình thấy cảm giác nó thích hơn. Không có ta. Ở đâu? Căn cứ. Đây. Đúng cái này không nè. Đó, đúng rồi. Chính xác. Ok, cái áo xong rồi nè. Áo xong đúng không? Rồi. Ok, cái này là số, nhớ không lầm là số 10 à. 10 à, 16. 16 nè mày. 100 xu. Rồi. Ok anh em. Đó, sau khi chúng ta tốn thêm 200 xu thì được như thế này Khải diệt thành nữa nè. Diệt thành ok chưa? Xong rồi lên đảo mang. Ôi. Ôi nó tẩy vào không được kìa. Ở cái nón bị lỗi à? Vãi cái lên vậy. What the hell? Vãi nồi, nhớ là đòi cái nón hay tóc búi rồi anh em. Chết, mất thêm 100 xu quá. À, cái này vì sao ta? Anh em thấy không, em vừa rồi Khải đã đổi tóc búi rồi mà sao giờ tự nhiên ra cái nón này vái cái trướng vậy? Vái trướng đi, rồi đổi lại nè mà. Này số 16 nè.
Hay đổi lại nè mày. Xem hướng này, đầu khôi nè. Trang cớ nè, trang cớ nè, trang cớ nè. Đúng không? Đúng đó mà anh em. Đúng đó mà, đúng không? Đúng đó này luôn này. Mà nó không cho đổi nha. Số hướng hiện tại này. Ôi bên này không cho số luôn em ơi. Bị nó bị gì rồi? Khai chỉnh lại coi. Rồi, mang nón vô lại coi. Khai đổi cái nón vui tóc nó cho nó đẹp nha em. Đem lại tí. What the hell? Lần đó còn ngồi trang lên chung xui nè em ơi. Đồ. Cái này lần này chịu chơi hay bị chịu chơi luôn. Hẹn gì lúc nãy mình ới là mình còn 600 xu sao nó mất 500 xu. Ok luôn em ơi, chịu chơi là chịu chi nha em. Rồi tại vì lừa rồi đã được anh lúa donate 2 kim rồi. Coi như là lấy cái đó mình đọc qua cái này luôn. Cảm ơn anh em rất nhiều luôn. Bây giờ Khải lấy thêm xu nữa mày. Ô tưởng là đổi ngồi trang tốn mất tiền luôn em ơi. Không biết đâu em ơi. Mua cái nón có 2 kim à mà đổi ngồi trang thêm 50 xu nữa thành 2 kim rưỡi nữa mà. Quá dở luôn. Rồi lần này là một lần chịu chơi cho anh em xem. Ok. Nón 500 xu nè. Rồi mua thêm tinh hồng bảo thạch nè. Hôm nay đừng giao dịch thêm 500 xu bên kia. Ừ 500 xu luôn quá trưởng khai tưởng 100 xu chứ. Vãi cái nồi thì. Ok. Hèn gì sẽ thấy áo mình đổi mấy lần không được rồi nè. Rồi ok anh em nào muốn đổi ngoài trang thì lên trên này anh em ơi. 500 xu nha nè. 500 xu lần đổi vãi nồi. Rồi ok lại anh em ơi. Quá dữ luôn em ơi, 500 xu lần đổi. Cái áo rồi là tốn 500 xu. Và cái nón này tiếp tục tốn 500 xu em ơi. Rồi Khải thích cái nón này hơn em ơi. Cái nón này nhìn nó trẻ trâu hơn em ơi. Rồi ok. Vừa đẹp anh em. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mua thêm 3 cục tinh hồng nữa lên đảo em ơi. Lên đảo tăng một ít mana cho nó khoảng tầm 8-900 mana đó. Rồi còn lại full sinh khí nha em. Tại vì tầm này con thứ yên nó tốn rất là nhiều mana. 75 lần là 75 mana cho một lần lại. 75 mana cho một lần lận. Nên là chúng ta sẽ tăng khoảng tầm ít mana cho nó khoảng tầm 100 mấy chục mana đó rồi máu khoảng tầm 4k là đẹp nè mày. Rồi Khải gì lấy thêm mua ít tinh hồng á. Ít tinh hồng ai bán không ta? Khải đang mua thêm ít tinh hồng ai bán nè mà không bán Khải mua lên đảo luôn nè mày. Rồi. Đây là mất tiền ngu đó nè, cái này mất tiền ngu đó nè. Mới lập 15 kim mà sạch sẽ luôn rồi. Mua đồ, mua đạc rồi lên đảo đổi phái các kiểu đà điểu. Mất hết chịu rồi, mất hết chịu rồi. Rồi. 3 viên tinh hồng nữa. Rồi lên đảo anh em ơi. Anh em xem video này thì thực sự là Khải cũng cố gắng là cống hiến hết mình cho anh em. Và tối nay trận 21 giờ sẽ diễn ra trận tổng kim. Thì anh em đừng quên xem trận tổng kim tối nay 21 giờ nha anh em ơi. Rồi khô máu này anh em ơi. Đã chơi thì không có ngại anh em ơi. Còn được anh em donate thì Khải cảm ơn nhiều nha anh em. Rồi. Với lại nhận được cái hỗ trợ code này. Mình được 2 viên tinh hồng này. Vô luôn anh em ơi. Còn cái này thì quả thì Khải cắn cố gắng up Khải up cho nó lên cấp 85, cấp 86 Khải đi. Khải đổi tên nhân vật nha mày. Nói chung là con này con nghiệp phụ thôi. Nhưng mà đã tốn khá là nhiều tiền rồi nè mày. Hơn 1 triệu nữa. Cả sẽ đồ này, đồ đạc này nó hơn 1 triệu đó. Rồi. Ok. Rồi ok Khải lên đảo nè mày. Lên đảo 6 viên đúng rồi nè. Ủa? À. Ủa lên được lần giải tỷ miễn phí nè, ngon vậy. Ngon, giải tinh hồng này đỡ sao em ơi. À tính ra nãy là mình test là được một lần miễn phí rồi em ơi. Quá ngon. Giờ tính ra không tốn tinh hồng nha anh em. Tinh hồng này khá đỡ lại nè em ơi. Ok, hợp lý. Ok. Ok. Lâu quá không chơi server này. Được rồi, đỡ Excel. Ok anh em ơi, hợp lý anh em ơi. Tính ra mình đi mua cái này 4 viên tinh hồng. Biết là mình sống được rồi nè, không sao. Đó là sau này mình bán lại cũng được. Ok anh em ơi, bây giờ chúng ta sẽ tài tỷ anh em ơi. Và lần này thì Khải sẽ tài tỷ và cho anh em xem. Trước mắt thì hiện tại lực tay của Khải đang có đó là, anh em còn nhìn sơ qua, Khải đang có là 7.660 điểm. Đó. Này đang thiếu anh em ơi, 7.160 điểm. Khải bỏ này sau đây. F2, F3. Giả là mình đi mua tinh hồng nãy giờ mình đi phí không sao đâu ơi. Rồi mình bán lại đem được. Rồi. Bây giờ thì hiện tại là với cái lực tay như thế này á, hay tăng thêm lực tay nè em ơi. Tăng lực tay cho có thêm ít mana. Con này tốn mana lắm anh em ơi. Khoảng tầm nó coi xét đồ Khải hiện tại là Khải đang muốn là sẽ mua cái nhẫn nào nội lực cao cao kháng loa một tí.
ở cái này ăn kháng lo này nỗ lực cao một tí, gặp bội nỗ lực cao một tí, giá chiều cũng vậy. Ok, bây giờ thì trước mắt thì xếp đồ chúng ta nó không được đẹp lắm nè mày. Cấp 86 của đội tôi được nè mày, ít không cấp 86 Khải sẽ lên đảo đội tôi lại nè. Rồi Khải sẽ tăng vào cho anh em xem, chắc là Khải sẽ tăng thêm ít mana. Máu thì chắc khoảng tầm 4 lên được 4k, không lên nổi nè mày. Mana khoảng 600, tầm này mana hơi yếu không sao đâu mày. Mana khoảng 600, 650 hơi ít á. Đợi máu gặp càng tí, máu ít là giờ chết lắm nè mày. Máu tầm 3k hơn. Hồi lực tay trong 7k7 nè mày. Rồi muốn tăng thì mana lắm nè mày, nhưng mà thực sự là không có điểm nữa mà tăng. Nên là trước mắt thì chúng ta sẽ chơi lực tay 7.700 nó tròn nè mày. Lực tay 7.700 ok này. Rồi tối nay sẽ đánh tống kim cho anh em xem. Tối nay nó trưởng thôi, ối xồi ôi luôn. Tầm này thì hiện tại không cắn lắc nữa đâu, thì nó trưởng như thế này thôi. Còn cắn lắc vào nó trưởng gốm lắm luôn nè mày. Quá đẹp luôn á. 800 mana thực sự muốn lên 800 mana lắm luôn nè mày. Mà không có mana nè mày, không có điểm nữa mà tăng. Tăng nữa thì máu nó không còn bao nhiêu á. Tăng thì ít mana rồi. Tại vì thấy cái mana ít quá nè mày. Mana tầm này chưa không được 10k, ít nhất phải 10k nè mày, ít nhất phải 7.5. Nhất 7.5. 7.5 chưa nó mới ngon được. Rồi. 750 này. 800 này. Rồi. Giờ bây giờ cứ lên cấp. Rồi máu các bạn. Bây giờ cứ lên cấp thì mình tăng vào nội thông sinh lực anh em ơi. Cứ lên cấp tăng sinh lực nè. Rồi. Tầm này á ít nhất phải chuẩn được 10 cái nè mày, chứ thiệt sự với 600 thì vô nó cắn lắc anh em. Với đặt tốc 158 á. Nếu mà cắn lệnh bài phi tốc là đặt tốc 158 thì nó chưởng thiệt sự là nhanh hết mana lắm. Nên là khả nghĩ là tăng như thế này ok anh em ơi. Lên cấp có tăng sinh lực nè mày. Tăng lên cấp có tăng sinh khí thôi. Rồi, ok. Xuống đá anh em ơi. Đúng rồi, 10 phát rồi đẹp. 10 phát rồi đẹp, đây là tăng khoảng 10 phát. Quá đẹp luôn. Rồi, xuống đá nha mọi người. Đó, sẽ đổi như thế này anh em. Được tay 7.750. Và tối nay Khải sẽ đánh tống kim cho anh em xem. À, giờ test luôn nha, cần ngày tối nay. Mà giờ test thì nó hơi tốn lắc nè mày. Đúng rồi. Rồi, cảm ơn em đã theo dõi nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ xuống đảo nè mày. Và đừng quên để lại video này một like, chia sẻ ủng hộ cho anh em mày. Và trước khi xuống đảo Khải sẽ cho anh em xem cái điểm của Khải một lần nữa. Và cũng như là set đồ Khải nè mày. Set đồ Khải đang lên, đó là sau khoảng hơn 5 ngày. Ngày hôm nay có thể nói là 6 ngày Khải lên được một bao tây. Khải đang mua là với giá 2.5. Đó, 2.5 thì bao tây này khoảng tầm 200.000. Rồi, nhẫn này 500 xu. Đai lưng này 500 xu. Thì hai cái này khoảng 1 kim thì khoảng tầm 70.000 nữa. Đó, áo này Khải mua 1.5 kim. Thì 100k. Nói chung là rẻ, phiên bản này đồ này chơi rẻ nè mày. Đầu server mà. Nón này Khải mua 1.5 kim thì khoảng 100.000 nữa. Rồi, đôi giày này 1 kim. Rồi, nói chung là tổng set đồ này khoảng tầm 600.000 nữa nè mày. Chưa đến 10 kim đâu, khoảng tầm 8 kim hơn. 8 kim. Đó, cái này mới đồ kiểm phong không nói này. Rồi, cái vũ khí này cũng không nói này. Đó. Rồi, ok chưa? Hiện tại Khải đang có được kháng lôi mát 75, Khải thấy tự tin tối nay đánh tống kim luôn nè. Quá đẹp luôn. Rồi, anh em xem video đừng quên đỡ làm like, chia sẻ, ủng hộ cho đây. Anh em ơi, bây giờ Khải xuống đảo nha anh em. Bây giờ Khải xuống đảo nha. Giày đồ cũng ok hết, nói chung tầm này như thế này ok nè em ơi. Ok ok. Xuống đảo nè em ơi, xuống đảo vô tống kim quản phát nha.